Hiện tại mấy anh em đang ở tại thành phố Sa Đéc nha, thuộc tỉnh Đồng Tháp nha. Mấy anh em mình cưa hai cây bạch đàn, hai cây chạm vàng này nha mọi người. Cây này đúng ra lên mé nhưng mà nó có ông người dẻ trên đó, mấy anh em mình lên trên đó bột là treo là đúng luôn nha, còn nguyên ổ luôn nha. Ổ ông nó nằm ngay đó mọi người. Anh mình treo nguyên cây luôn nha mọi người, do là có ổ ong nha. Kéo anh Quý ơi. Anh nhả chút nó xuống luôn anh. Không, đang xuống mệt quá vậy. Giờ có ổ ong nha mấy anh em mình mới treo này nha mọi người. Xuống chút nữa là qua đó anh. Rồi. Rồi buông đi. Buông đi. Chơi thuốc lại đi, thuốc lại. Anh lại xịt luôn á, bịt khẩu trang là xịt luôn á. Cho nó chưa ra đó, bịt khẩu trang nè. Bịt luôn rồi, xịt luôn nó chưa ra đó, để khỏi nó ra dữ lắm đó. Đằng kia, đằng đọt á. Quất ơi kìa. Xịt đi. Rồi, dục luôn rồi, rồi. Chết luôn. Ông nãy anh mình xịt rồi nha, để họ lại quay cho mọi người coi nó còn hay không. Xịt đâu không? Cái ông dược. Oh.
leo cây thứ hai nha. Chắc nguyên nhánh nó tấp cái cây giáo ra mọi người. Dứt vô tao. Rồi, kéo luôn, mạnh xuống luôn. Ừ. Không sao.
anh mình tiền lợi cả vàng nha mọi người. Cắt nửa cây luôn nha. Wow.
tay hả? Cái nha.